Phụ huynh cùng với lại các bạn ATY, chúng ta đang ở nhà. Ngày hôm nay thì là lần đầu tiên mọi người có thể thấy xung quanh là rất đông các bạn nhỏ cùng như là phụ huynh đang tập trung tại xã Hiếu Tử của huyện Tiểu Cần ở Trà Vinh để mà mình làm tình nguyện cho mùa trung thu năm nay. Thì thực sự ra khi mà trung tâm làm định kỳ hàng năm thì trung tâm đều làm ít nhất cũng phải là 3-4 lần, và mỗi một lần thì trung tâm sẽ chọn một địa điểm khác nhau. Đối với lại Trà Vinh lần này thì trung tâm cảm thấy rất đặc biệt, bởi vì ở vùng đất này rất nhiều người Khmer người ta sinh sống, và mặc dù vùng đất phì nhiêu màu mỡ nhưng mà cuộc sống của người dân ở đây thì không phải giống như là chúng ta nghĩ rằng là người ta sẽ khấm khá, nhưng mà cuộc sống ở đây rất là khó khăn. Chính vì vậy thì đợt này trung tâm quyết định là chọn xã Hiếu Tử, bởi vì cái tên của nó cũng mang lại một cái ý nghĩa rất là tốt đẹp về cái vùng đất này. Hiếu Tử là những con người người ta có hiếu với lại mảnh đất này, có hiếu với lại gia đình của mình. Thì như ở đây quý vị có thể thấy, các bạn có thể thấy là một trong những cái sản phẩm mà các thầy cô của ATY cũng như là các bạn làm và sẽ tặng cho các học sinh ở đây. Thì tổng cộng trong chương trình của mình đợt này á, thì chúng ta làm rất nhiều hạng mục. Ở trong đó thì bao gồm có những cái hạng mục mà chúng ta sẽ bỏ sức rất nhiều. Ví dụ như là chúng ta sẽ làm 2 căn nhà hỗ trợ để mà hoàn thiện nó. Ví dụ như một căn chúng ta các em là phải đắp đất. Đường đất mà khi mà chúng tôi đi nhìn nó thì nó hơn 100 mét, gần hơn 100 mét, và các bạn phải đẩy xe rùa đẩy đất từ bên ngoài vào bên trong làm nền, rồi dựng những cái mà thành phẩm xung quanh căn nhà đó để chúng ta lên cái nền tường gạch. Còn một số bạn thì là chúng ta hỗ trợ cho bên căn nhà thứ hai quét vôi với lại là làm móng cho căn nhà đó. Rất là vui, không có mệt, không thấy không cảm thấy sự mệt nhọc ở trong họ. Mấy bạn thì đẩy xe rùa đi lấy đá, kêu là tránh ra, xe này là xe VIP, mọi người hãy tránh ra cho xe VIP đi. Xong rồi chạy hăng, xong rồi vừa cười vừa chạy ra lấy đá. Còn những bạn ở trong làm cái nền nhà thì vừa nhảy vừa đi qua đi lại dậm chân tại chỗ, làm rất nhiều chuyện, rất vui. Thì trong cái buổi sáng hôm nay thì mình thấy được rằng giúp đỡ những vùng khó khăn như là Trà Vinh này, giúp cho các em hoặc là giúp cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn chút xíu, nhưng mà mang nó cho họ một niềm vui thì đó cũng là một hạnh phúc. Nó cho em một hạnh phúc. Đợt này là trung tâm cũng hỗ trợ làm một căn đường nội bộ. Thì đối với căn đường nội bộ này, ở trung tâm qua khảo sát đó thì thực sự mà nói, nếu như mà các bạn có tưởng tượng một ngôi trường mà mỗi lần mà muốn đi vào bên trong trường á là thầy trò phải sắn quần lên tới gần hơn đầu gối để mà phải lội nước từ bên ngoài đi vô, thì cái điều đó thực sự rất tội nghiệp, đúng không ạ? Cho nên là trung tâm rất là cố gắng, mà mặc dù là mình không có phải là làm được hết cả cái sân trường, nhưng mà mình cũng dẫn được một con đường nội bộ từ bên ngoài đường lớn đi vô trong tận chỗ học của các em, để cho các em đỡ hơn thầy cô cũng như là các bạn đi đến trường khô ráo, sạch sẽ và tinh tương. Hạng mục của cái con đường này thì được sự hỗ trợ từ phụ huynh rất nhiều, trong đó là có những quý phụ huynh là phải lăn xả và làm rất nhiều những cái nội dung công việc ở đó. Thực sự cảm thấy rất là có ý nghĩa. Rất cảm ơn phụ huynh rất là nhiều trong cái đợt này đã đi tham gia cùng với đại trung tâm.
chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày, vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tới. Trung tâm cũng như khảo sát thì ngoài là phần quà dành cho các bạn học sinh thì trung tâm lưu ý rất nhiều ở một số mảnh đời rất là bất hạnh. Có những người phụ nữ mà người ta phải một mình nuôi những đứa con mà đang bị tật nguyền, hoặc là những đứa trẻ mà bị dại khờ mà không có sự hỗ trợ của người cha, của người chồng. Và những cái mảnh đời đó trung tâm đã tới tận nơi. Phần quà của phụ huynh không phải là một cái món quà quá lớn, nhưng mà nó tiếp thêm cái động lực cho họ rất nhiều. Họ thực sự qua ánh mắt của họ, trung tâm cũng như là phụ huynh cảm thấy được rằng là cái tinh thần của họ, họ cảm thấy rất là vui và họ cảm thấy họ được chia sẻ. Và chính vì điều đó mà Trân Duy nghĩ rằng là họ sẽ tạo nên được một cái động lực cho họ sau này. Có thể là họ sẽ cố gắng nhiều hơn dựa vào cái niềm tin rằng là sẽ còn những người, luôn luôn có những người hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng với họ và giúp cho họ vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn rất là nhiều. 20 hộ gia đình không phải là một cái số lượng mà có thể gọi là bao quát hết tất cả, nhưng mà với 20 hộ đó sẽ tạo một cái tiền đề để cho trung tâm cố gắng đến với nhiều hộ gia đình nhiều hơn nữa trong những thời gian sắp tới. Mình tên là Châu Thị Hồng Mỹ, phụ huynh của bé Bửu Bảo Hoàng Khang và bé Huỳnh Châu Mỹ Hoàng. Thật sự ra thì cái chương trình thiện nguyện này nó rất là có ý nghĩa, nên mà khi nghe trung tâm mà phát động thì mình tình nguyện cho mình và bản thân mình và hai con đều tham gia cái chương trình hôm nay. Và thật sự khi đi tới đây rồi có rất nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nên là thành ra mình muốn cái hoạt động này đối với trung tâm thì mình muốn là hoạt động sẽ duy trì thường xuyên dành cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Như sáng nay chương trình trung tâm có đến thăm nhiều hộ gia đình, thì trong đó có một bà cụ 84 tuổi và ở với một người con gái và một người cháu ngoại là đều bị tâm thần và gia đình rất là nghèo. Nên là thành ra mình mong muốn là lần sau mình sẽ có một cái hỗ trợ sẽ nhiều hơn nữa, chẳng hạn như mình sẽ tình nguyện mình xây cho gia đình một căn nhà tình nghĩa. Chắc chắn là chương trình tới mình sẽ thực hiện được cái điều đó đối với trung tâm. Đây nè, đây là già chị. Mọi người thấy không, cuộc đời không có tròn chỗ mình sinh ra được, thấy không ạ? Bởi vì là ba mẹ đi kháng chiến như vậy rồi sinh ra, rồi hai người con, rồi bố hy sinh, rồi thấy vất vả như vậy. Đây là bữa ăn nè, mà chị thao cá cực mặn như vậy đó, để ăn được nhiều ngày á, cả nhà hiểu không ạ? Cho nên nhiều khi mình có cuộc sống sung túc á, các bạn cố gắng rằng là lo cho không chỉ gia đình mình đâu, mà giống như mẹ Khang vậy đó, còn lo cho xã hội nữa, thì điều đó sẽ rất là tốt, hiểu không? Mọi người thấy á, ăn như vậy thôi, mà để ăn sáng chiều tối, mọi người đi thăm như vậy nghĩa là mình có thêm nghị lực ý chí để mình giúp cho rất nhiều người nghèo của Việt Nam mình nữa. Thường á, mẹ mình vất vả phải chạy đầu này, vay đầu kia, mượn tiền mua cho mình một cái áo, một cái cặp. Mình cảm thấy rằng là mình cần phải cố gắng hơn, thì lúc bây giờ các bạn sẽ thành công hơn thầy và hơn rất nhiều người phụ huynh đang đến đây để chia sẻ với các bạn. Còn nếu như bạn nào ngồi đây, mình ở một làng quê như vậy, các bạn ơi, mà các bạn dùng điện thoại di động, các bạn đòi hỏi rất nhiều thứ với mẹ mình: mẹ ơi, cho con cái áo, nhất là các anh chị lớp 5 trở lên, mẹ trung thu cho con cái lồng đèn, mà mẹ không có, mà các bạn đòi như vậy không hề tốt một chút nào. Tuổi thơ của thầy, khi mà trung thu với các bạn là thầy bắt đầu làm cái đầu lân á, các bạn biết cái lân không? Và bắt đầu đi múa lân, thậm chí đi múa lân kiếm tiền nữa luôn. Bởi vì tới nhà họ múa lân, tự động họ sẽ cho mình một chút tiền vui lắm. Không phải vui vì tiền, mà mình mang lại niềm vui cho người khác, mà người khác cho mình một niềm tin, một sự động viên. Cho nên hôm nay các bạn tới đây cầm cái phiếu đó, không hề chỉ là quà, mà cái phiếu đó sẽ cho các bạn biết rằng là có rất nhiều tấm lòng. Và nếu có một niềm tin mà hạt vừng, nhất định lay chuyển được ngọn núi. Nghèo đói hay là khó khăn chỉ nhất thời thôi, quá khứ không bao giờ trả lời tương lai. 20 năm nữa những bạn nhỏ ngồi đây nè, nhiều người sẽ rất giàu có,
hoặc là nhiều người sẽ rất thành công, các bạn là giáo sư, là tiến sĩ, là đi dạy nhiều nơi, và các bạn sẽ là người mang tiền, mang vật chất về tặng cho những em nghèo ở tiểu cầm này. Còn nếu như hôm nay bạn ở đây chỉ nói chuyện vui chơi, nhận quà về và không biết là hôm nay có cái chương trình gì cả, hoặc là hôm nay trong cái giỏ của mọi người có một cuốn sách mà thầy đã viết nó, Tuổi Thơ Hạnh Phúc, quyết định đem đi để tặng cho các bạn, thì thầy mong rằng các bạn nhỏ của thầy ngồi đây nhận món quà cũng sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc. Nếu sinh ra trên cuộc đời này mà các bạn nghèo khó không phải là lỗi do các bạn, nhưng nếu như một ngày nào đó các bạn chết đi á mà các bạn vẫn còn nghèo khó, đó là lỗi do các bạn. Yêu là như muôn ngọn cuộc sống.